tứ chánh cần. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Những lời gốc Phật dạy. Tập 1. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Tứ chánh cần. Lời Phật dạy. 1. Ngăn ác. 2. Diệt ác pháp. 3. Sanh thiện. 4. Tăng trưởng thiện pháp. Chú giải. Đó là lời dạy tu tập thiền định của Đạo Phật. Một thứ thiền định ly dục, ly ác pháp để khắc phục tâm tham ưu của hành giả, để đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp là pháp môn tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là tấn lực, là định tư cụ, là giới hành của Đạo Phật. Đây là pháp môn vô lậu đệ nhất của Đạo Phật. Khi một hành giả bước chân vào Đạo Phật mà được sự hướng dẫn tu tập ngay liền pháp môn này, thì chắc chắn phải thấy kết quả giải thoát, không có thời gian chờ đợi. Người được hướng dẫn pháp môn này là người có duyên phước đầy đủ với đạo giải thoát sâu xa nhiều đời. Chúng tôi không đủ nhân duyên, nên khi bước chân vào chùa lúc 8 tuổi đời, không được dạy tu hành theo pháp này, mà chỉ được thầy tổ dạy cho hai thời công phu chiều và khuya, rồi học thêm ứng phú đạo tràng, đánh đẩu, trống, mõ để tụng kinh, niệm Phật, tụng niệm đám ma chay, cầu siêu, cầu an, làm tuần làm tự, cúng vong tiễn linh, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, cất nhà, dựng vợ, gả chồng, xây mồ mả, và những lúc rảnh rang thì lần chuỗi niệm Phật, lục tự Di Đà, vân vân. Làm được những việc này, các thầy tổ cho đó là những công phu tu tập. Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu ra, thầy tổ của chúng tôi chỉ dạy cho chúng tôi một cái nghề để sống như bao nhiêu nghề khác trong xã hội. Nhưng những nghề khác thì lương thiện, còn nghề của chúng tôi thì không lương thiện chút nào cả. Nó là một nghề mê tín, chuyên lừa đảo, dối gạt người để ngồi mát, ăn bát vàng. Chúng tôi ở trong chùa, hàng ngày mang mỏ, chuông, đẩu đi tụng niệm đám ma này hết, đến đám ma khác. Không tụng đám ma thì lại tụng kinh cầu an, cầu siêu, làm tuần làm tự, vân vân. Quanh năm suốt tháng, chúng tôi hành nghề này, thấy sao mà giả dối. Chúng tôi suy tư nghĩ lại, rất buồn khổ trong lòng, nhưng không dám nói với ai. Mà nếu hỏi đến các thầy tổ, thì bị la rầy mắng, và còn bảo rằng nói bậy sẽ bị đọa địa ngục. Mãi cho đến khi chúng tôi được về thành phố, vì chiến cuộc ở nông thôn bất an, và được học thêm giáo lý của Đạo Phật, chừng đó chúng tôi nghiên cứu về thiền tông, thì thấy thiền tông hay quá, không dạy làm những điều mê tín lừa đảo, mà chỉ dạy tu tập ức chế tâm cho hết vọng tưởng để thành Phật, hoặc giữ tâm không niệm thiện niệm ác thì kiến tánh thành Phật. Càng nghiên cứu sách kinh thiền tông thì lại càng thích thú. Những lời nói và hành động của các tổ sao mà hay quá, nhất là những công án thiền tông lại tạo cho chúng tôi có một sức tò mò ghê gớm, cứ nghĩ rằng thiền tông có một cái gì bí ẩn ghê lắm, không thể dùng tri kiến ý thức mà hiểu được. Khi thấu hiểu thiền tông như thế, chúng tôi đặt trọn lòng tin ở pháp môn này. Từ đó chúng tôi bỏ hết toàn bộ cuộc đời quyết tâm theo tu tập thiền do Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn. Suốt 9 năm trời tu tập, đem hết sức tu tập để ức chế tâm, không cho vọng tưởng. Trong đầu, niệm thiện, niệm ác, vắng bặt, từ giờ này đến giờ khác. Lúc bấy giờ có 18 loại hỷ tưởng hiện ra, có thể gọi đó là thần thông. Nhưng nhìn lại,
cũng không tìm thấy sự làm chủ sinh già bệnh chết. Tâm tham sân si vẫn còn. Cái đặc biệt nhất là loại thiền này khi hết vọng tưởng thì tuệ tưởng xuất hiện. Khi nó xuất hiện thì tất cả các công án đều thông suốt. Thấy tánh thì rất rõ ràng, vì mỗi khi động tay động chân đều là Phật tánh nơi đó. Nhưng lại có tật thường dùng ngôn ngữ công án, vì thế nên thường xảy ra những cuộc tranh luận hơn thua. Dù ai nói một điều gì thì chúng tôi cũng đều dùng công án đối đáp và vấn nạn họ. Thấy những hiện tượng lạ lùng như vậy nên chúng tôi đành bỏ. Dù khi ấy chúng tôi đã nhập được thức vô biên xứ định, khi tu tập không tìm được sự giải thoát nơi kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, chúng tôi phải tìm pháp môn khác. Sau này, nhờ giới luật, chúng tôi học tập và rèn luyện sống đúng giới đức làm người, làm thánh của Phật giáo Nguyên Thủy. Trong khi sống đúng giới luật như vậy, chúng tôi tu tập pháp môn tứ chánh cần và dùng pháp hướng tâm như lý tác ý, ly dục, ly ác pháp, tâm như cục đất, ly tham, sân, si cho thật sạch. Chính nhờ sống đúng giới luật và tu tập như vậy, chúng tôi cảm thấy tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự, ít phóng dật, thường thích sống độc cư một mình. Và cũng chính nhờ tu tập như vậy, tâm chúng tôi hết tham, sân, si và thường ở trong một trạng thái tâm bất động, an lạc vô cùng, không thể diễn tả cho các bạn hiểu được, vì đó là trạng thái ly dục, ly bất thiện pháp. Sau khi tu xong, chúng tôi mới hiểu giới hành của Đạo Phật không phải là pháp môn nào khác hơn là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là pháp môn ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Chỉ có pháp môn này tu tập trên tứ niệm xứ mà chúng tôi làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Do đó, Đức Phật dạy, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo.